Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tarot của Quy và rất cảm ơn các bạn vì đã chọn xem video của mình giữa hàng ngàn cái video ngoài kia. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trải bài với câu hỏi rằng là tổn thương nào ở bên trong các bạn đang cần chữa lành ha. Ở đây thì mình đã có sẵn cho các bạn ba chiếc ba chiếc túi đựng bài Tarot của mình. Ba chiếc túi được may từ vải canvas rất là xinh ha. Vẫn như cũ là chúng ta sẽ chọn tụ bắt đầu từ trái sang ha. Tụ 1 là chiếc túi màu xám. Tụ 2 là chiếc túi màu xanh bạc hà. Và tụ 3 là chiếc túi màu kem với họa tiết xanh lá và xanh dương. Bây giờ thì các bạn hãy chọn cho mình một tụ ha. Các bạn có thể nhắm mắt lại, đặt câu hỏi ở trong đầu của mình và sau đó chọn cho mình một tụ mà các bạn cảm thấy thu hút nhất nha. Rồi, nếu mà bạn nào vẫn chưa chọn tụ xong á thì các bạn có thể tạm dừng video này lại và chọn cho mình một tụ ha. Và bạn nào muốn nghe nhiều hơn một tụ thì vẫn được ha. Còn bây giờ thì chúng ta vào trải bài thôi. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Những bạn đã chọn cho mình chiếc túi canvas màu xám này ha. Bây giờ thì chúng ta cùng vào trải bài xem là tổn thương nào bên trong các bạn đang cần chữa lành. Thì trước mắt á, với cái trải bài hiện tại á, thì trước mắt với cái năng lượng của tụ 1 trong cái trải bài này á, mình thấy là cái tổn thương của các bạn á, đó là không dám rời khỏi những thứ mà đang làm cho các bạn phiền lòng, những thứ mà làm cho các bạn đau buồn ha. Bởi vì các bạn sợ rằng là khi mà rời đi á, thì cái kết quả có khi nào là nó còn tệ hơn không. Tức là các bạn sợ nếu rời đi á, thì các bạn sẽ không còn có được hạnh phúc, hoặc là cái sau á, nó sẽ không bằng cái này ha. Vì đây là những cái tổn thương mà của các bạn, một khi mà nó đã ở bên trong rồi á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của các bạn, chứ không riêng gì một vấn đề nào. Cho nên là mình đang trải theo năng lượng chung á, nên là các bạn hãy chọn lọc thông điệp mà nó phù hợp với vấn đề và với câu chuyện của bản thân các bạn ha. Thì ở đây á, với 5 lá tarot đầu tiên á, thì các bạn có tới 4 lá gậy. Ở đây mình có 3 gậy nè, 8 gậy nè, 9 gậy và 4 gậy nữa. Thì gậy nó đại diện cho nguyên tố lửa. Và lửa thì nó mang cái tính cách mạng, đại diện cho cái sự khởi đầu, cái nhiệt huyết, cái tự tin để đến với những cái khởi đầu mới á. Và các bạn đang thiếu cái lửa đó. Lửa nhiều á, thì nó làm cho các bạn sốc vác, nhiều năng lượng, nóng nảy. Nhưng mà thiếu lửa thì nó làm cho các bạn ù lì nè, các bạn không muốn phát triển nè, và lười thay đổi nữa. Cho nên là bởi vì như lúc nãy mà mình có nói đó ha, là các bạn sợ mình thay đổi rồi á, thì nhỡ đâu mà cái kết quả nó còn tệ hơn cả hiện tại thì sao. Và ở đây á, cái tổn thương của các bạn nè, nó mang tên là bám chấp vào những cái vụn vỡ. Và các bạn cần học cách buông bỏ. Buông bỏ có nghĩa là mình cứ làm hết sức mình và chấp nhận mọi kết quả xảy đến. Đừng cố kiểm soát cái kết quả rằng là mọi thứ sẽ không sụp đổ đâu nè, hoặc là mọi thứ sẽ không mất mát đâu ha. Mọi thứ sẽ tốt đẹp như mình muốn. Các bạn á, có lá The Crumpling và lá 6 kiếm ở đây. Đúng là mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn, nhưng chỉ khi mà bạn chấp nhận sự thay đổi nó đang đến. Buông cái sự bám chấp á, vào những cái đang cần phải sụp đổ, và dũng cảm để bản thân mình á, tiến về một cái vùng nước yên bình hơn. Giống như hai người trong cái lá 6 kiếm này ha. Họ chấp nhận rời đi đến một cái nơi nào đó mà họ chưa biết trước. Mặc dù là trong họ rất là buồn bã nè. Chúng ta không chỉ nhìn vào lá bài thôi thì chúng ta cũng cảm nhận được là họ rất là buồn bã. Nhưng mà họ biết là đã đến lúc mình cần phải đi rồi.
Bởi vì họ giống như là cái lá ba gậy này, họ trông chờ vào một tương lai khác rộng mở hơn cho họ ha. Và các bạn hãy giống như cái chàng Và các bạn hãy giống như cái chàng dũng sĩ này, dám vươn mình về phía trước với một niềm tin rằng là mình sẽ làm được. Bởi vì á, ở đây á, chúng ta còn có cái lá The Ever Unfolding Road này ha. Mọi thử thách của cuộc sống á, là để cho các bạn làm sao vẫn giữ được trái tim mình rộng mở khi mà bạn muốn đóng nó lại nhất. Quãng thời gian để các bạn chấp nhận rời khỏi nó thật sự rất là khó khăn. Có thể là rời khỏi một mối quan hệ độc hại mà bạn đã cố gắng bao lâu nay, một mối quan hệ mà bạn phải kiễng chân lên để yêu, hay một mối quan hệ mà bạn phải gồng mình để yêu, hoặc là bạn phải rời bỏ một cái công việc mà bạn đã gắn bó, đã nỗ lực rất nhiều. Dù là cái nào thì nó cũng đều khó khăn cả. Nhưng mà các bạn yên tâm rằng là trên hành trình này các bạn không hề đơn độc. Ở đây các bạn có lá Soul Family và cả cái lá The Great Gathering này ha. Gia đình linh hồn của các bạn á, họ đang kêu gọi bạn hãy mạnh mẽ, hãy dũng cảm tiến về phía trước, bởi vì chính bản thân các bạn ha. Họ đang đợi bạn và họ cũng đang đi tìm các bạn. Nhưng mà các bạn phải thắp sáng mình lên đã, thì gia đình linh hồn của bạn mới thấy được bạn. Thắp sáng bản thân ở đây là bằng cách là ôm lấy những cái tổn thương của mình và lựa chọn cho mình một cuộc sống tích cực hơn, dũng cảm lựa chọn cho mình một con đường tươi sáng hơn ha. Và cái nơi đầu tiên mà cảm nhận mọi tổn thương, mọi đau buồn của bạn á, chính là cơ thể của bạn. Các bạn hãy đặt tay lên tim của mình và hỏi bản thân rằng là điều gì mà đang khiến bản thân bạn cảm thấy tổn thương. Nó sẽ trả lời cho bạn biết. Ở đây chúng ta có cái lá channeling này nữa. Cái giai đoạn khó khăn này á, nó đang cho bạn cơ hội để trải nghiệm ý thức của các bạn. Dùng ý thức của bạn để lựa chọn và để phân định rằng là điều gì đang gây tổn thương cho bạn. Có phải điều này đang lặp lại những cái tổn thương từ lúc bé hay không? Và bạn quyết định như thế nào? Tiếp tục ở lại với nó hay là quyết định rời đi ha? Và với cái ý thức đó của bạn á, bạn phải hiểu được rằng là mình không thể trông chờ vào một kết quả tốt đẹp dựa trên những điều đang sắp đổ vỡ. Nó giống như là việc bạn đang chờ nghe một bản nhạc rock trên một cái kênh nhạc cổ điển vậy đó ha. Healing nè. Những cái vấn đề khó khăn á, những cái vấn đề mệt mỏi làm cho bạn không buông bỏ được đó, nó đang xảy ra để cho bạn chữa lành. Và nó chính là con đường nhanh nhất dẫn đến mọi mong muốn của bạn. Một khi bạn hiểu về luật hấp dẫn và một khi bạn hiểu về bài học buông bỏ của mình á, bằng những cái thử thách của cuộc sống rồi, thì lúc đó bạn bắt đầu gọi là manifest mọi thứ. Vấn đề của bạn cần làm ở đây á, chỉ có 3 chữ, đó là hãy can đảm lên bạn ha. Authentic choice. Hãy tin vào sự lựa chọn của bản thân bạn. Không có đúng và sai ở đây, chỉ có cái sự thật đang hiện hữu đó, nó có phù hợp với bạn hay không. Đừng cố thuyết phục bản thân bạn là phải tin cái này, phải tin cái kia. Hãy nhìn vào cái sự thật mà nó đang hiện hữu với bạn, là bạn đang hạnh phúc hay là đang phải gồng mình ha. Hãy hỏi cơ thể của bạn, như cái lá healing này đó, là hãy hỏi cơ thể của bạn để cảm nhận nó và just say yes. Khi mà bạn đã nhìn ra được rồi á, thì chỉ cần say yes với nó mà thôi ha. Cái bộ này chúng ta có lá
seat of the heart nè, hạt giống của trái tim. Bên trong mỗi chúng ta đều là một cái hạt giống thiêng liêng của tình yêu đang chờ nở hoa để viên mãn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta biết mình là loại hoa nào để nở thì chúng ta sẽ sợ hãi nè, sẽ lo lắng. Bởi vì các bạn sợ những cái điều mà không biết trước, thậm chí là sợ rằng phương hướng mà các bạn đang hướng đến nó khác xa với con đường và mục đích sống của bạn. Nhưng khi mà cái việc đó nó xảy ra, nó giống như là một cái sự khích lệ để cho các bạn buông xuôi, để cho các bạn cho phép và cởi mở, không suy nghĩ và sẵn sàng cho mọi kết quả nó đến nhất có thể ha. Các bạn hãy nhìn vào cái ngọn cỏ dại. Để mà nó vươn được đến với ánh sáng, nó buộc phải oằn mình len qua vết nứt ha. Và những lá bài này nó muốn nói với các bạn rằng là các bạn đang có những cái điều kiện thích hợp được vũ trụ mang đến để các bạn vượt qua cái tổn thương này. Ở đây chúng ta còn có Cosmic Butterfly nè. Nó giống như thông điệp nãy giờ mà mình nói ha. Với những cái khó khăn ở hiện tại á, nó đang giúp cho bạn biến đổi để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ bỏ sự chắc chắn để ủng hộ sự cởi mở đó. Và bạn phải biết chấp nhận cái cuộc sống của bạn là vũ trụ sẽ đổ vào cuộc sống bạn vô số hình dạng. Nó không ngừng tạo ra, phá hủy và lại tạo ra. Và điều đó nó giúp cho bạn phát triển. Nó giúp cho bạn bước vào một cái chu kỳ tái sinh khác. Vấn đề là bạn phải can đảm rời đi. Buông bỏ đi những cái điều mà nó làm cho các bạn. Chắc chắn là nó buông bỏ cái điều mà làm cho bạn nghĩ là chắc chắn là nó sẽ không thay đổi tốt hơn ở hiện tại đó ha. Và với cái lá The Life Field này thì mình thấy là nó đang xác nhận lại với các bạn rằng là các bạn đang kết nối với nhận thức ở bên trong bạn. Nó bổ sung cho cái lá Channeling này. Nhận thức ở bên trong bạn á, đang muốn bạn tiến đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì hãy làm vì cái điều đó. Đó là ánh sáng của hạt giống bên trong tâm hồn đang thôi thúc các bạn đó ha. Knowing without knowing, biết mà không biết. Đôi khi cái lý trí của các bạn á, nó phải chịu thua, nó phải khuất phục trái tim của các bạn. Có thể cái lý trí của các bạn nó đang vẽ ra một cái viễn cảnh tương lai rằng là cái điều này sẽ được cải thiện trên cái nền tảng hiện tại, nó sẽ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, trái tim của bạn nó đang chân thật với bạn rằng là bạn đang rất là mệt mỏi, bạn phải cố, bạn đang phải gồng rất nhiều và bạn cảm nhận được cái điều đó rất rõ ràng. Bởi vì lý trí là cái nhận thức hiện tại, còn trái tim là sự kết nối vượt không gian và thời gian. Nó như là một cái đường dây điện thoại vậy ha. Nó được kết nối để cổ vũ cho bạn vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, để ủng hộ bạn dũng cảm tiến về phía trước mà không sợ hãi rằng mọi thứ nó sẽ không tốt hơn. Bạn chỉ cần hãy tin vào vũ trụ và hãy tin vào bản thân bạn xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ rút một lá lời khuyên cho các bạn tụ 1 ha. Đây, mình sẽ rút thông điệp của cái bộ này ha. Thông điệp cho các bạn tụ 1. Lời khuyên cho các bạn tụ 1, tổn thương nào các bạn đang cần chữa lành. Đây
đây ha. Đây là lá lời khuyên dành cho các bạn. Mình sẽ nói thông điệp mà nó phù hợp với trường hợp của các bạn tụng 1 ha. Khi mà bạn bắt đầu tìm kiếm và hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh cho mình á, gây những cái tổn thương ở bên trong hơn là tìm cách chữa trị á, thì bạn sẽ được đến với cái giai đoạn cuối để chữa lành. Và khi mà bạn tập trung vào những bế tắc, những vướng mắc á, thì bạn sẽ càng bế tắc hơn. Nhưng mà bạn có thể phá vỡ cái chu kỳ này bất cứ lúc nào ha, và tự mình đạt được sức khỏe thể chất hoặc là tinh thần tuyệt vời nhất dành cho các bạn. Ok, và vừa rồi là lời khuyên tổng kết cho các bạn tụng 1. Thì trong trải bài ở các bộ bài khác á, cũng đi kèm những cái lời khuyên hữu ích khác nữa. Mình hy vọng là với thông điệp ngày hôm nay á, các bạn tụng 1 sẽ can đảm tiến về phía trước nhiều hơn nữa. Và nếu trải bài của mình có thể giúp cho các bạn được phần nào thì mình vô cùng biết ơn điều đó. Xin cảm ơn các bạn tụng 1 đã lắng nghe. Hi, xin chào các bạn tụng 2. Những bạn đã chọn cho mình chiếc túi canvas màu xanh min này ha. Bây giờ chúng ta cùng vào trải bài xem là các bạn có cái tổn thương nào đang cần chữa lành ha. Wow, các bạn tụ 2 với 5 lá tarot này á, 5 lá tarot đầu tiên ở đây á, thì mình thấy là các bạn lại giống như là một cái bước tiến khác của tụ 1. Các bạn có thể quay lại tụ 1 để nghe thông điệp của tụ 1 ha. Thì ở tụ 1 á, cái tổn thương của các bạn ấy á, là sợ hãi cái vùng trời ở phía trước á, nó sẽ không mang đến cho các bạn hạnh phúc. Mặc dù là mọi thứ ở hiện tại của các bạn ấy nó đã vụn vỡ ra rồi. Còn các bạn ở tụ 2 thì các bạn đã qua rồi. Các bạn đã pass được cái bài học tổn thương đó rồi. Và bây giờ các bạn cần học một cái mới. Bây giờ cái tổn thương mà các bạn đang cần chữa lành á, đó chính là chấp nhận buông bỏ những cái thành quả, những cái thành công, những điều tốt đẹp mà các bạn đã xây dựng nên suốt thời gian qua ha. Và bạn cần học cái bài học để chữa lành cái điều đó, chính là để bản thân thử thách những cái mới nè, mà không luyến tiếc những cái cũ. Những thành tựu, không luyến tiếc những cái thành tựu mà các bạn đã đạt được á, không luyến tiếc những điều đó ha. Ở đây không phải là các bạn sai, hay là những cái thành tựu, những gì mà các bạn đã đạt được đó nó không đúng với các bạn. Chỉ là bây giờ những cái điều đó nó đã đến thời điểm mà nó hoàn thành xong sứ mệnh của nó rồi. Nó sẽ không mất đi, nó sẽ luôn ở đó với các bạn. Nó sẽ luôn ở đó như là một hành trang dành cho các bạn ha. Tuy nhiên, nếu mà bạn lựa chọn an toàn là tiếp tục với những điều đã có đó, bạn sẽ không thể phát triển thêm được nữa. Bạn sẽ không thể mở rộng cái giới hạn của bản thân hơn được nữa. Bởi vì tiềm năng của con người chúng ta là vô hạn mà. Mình biết là Đức Phật hoặc là các giáo lý tôn giáo khác á, đều dạy cho con người chúng ta rằng chỉ cần biết đủ á, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, đúng không? Tuy nhiên, có một cái nghịch lý khác ở đây rằng là các ngài cũng dạy cho chúng ta rằng là phải biết cởi mở, phải biết buông bỏ định kiến hơn và phải chịu khó học hỏi nhiều hơn. Vậy cho nên là khi mà bạn cảm thấy là bạn đủ rồi và bạn muốn an toàn, bạn không chịu phát triển nữa, thì kiểu gì vũ trụ cũng sẽ gửi đến những cái tình huống, những con người, những trường hợp mà làm cho bạn phải đốc thúc bản thân tiến về phía trước, giống như cái chàng hiệp sĩ ở đây ha. Và đó là cái tổn thương mà các bạn tụ 2 bắt buộc phải đối mặt để chữa lành ha. Các bạn có Eye of Cup nè. Eye of Cup này á, nó là một cái sự đong đầy về cảm xúc, về cái sự cởi mở. Vũ trụ biết là những gì mà các bạn đã thành công á, đã đạt được đó. Các bạn đã nỗ lực rất nhiều, đã vun đắp rất nhiều. Và đi cùng với Eye of Cup này á, thì là lá Queen One.
Đây ha. Cái lá quinh qua này nó là một cái sự thúc đẩy để cho bạn tiến về phía trước. Nó là cái nhiệt huyết, là cái lửa bên trong của mình, của con người mỗi chúng ta đó. Bởi vì tiềm năng của các bạn là vô hạn mà. Các bạn cần, cho nên là các bạn cần thoát ra khỏi cái sự an toàn ở hiện tại và cho phép bản thân mình phát triển hơn bằng tất cả tình yêu thương mà các bạn dành cho bản thân mình như cái lá Ace of Cups này ha. Nếu mà các bạn dám làm cái điều đó, dám đối mặt với những cái điều đó, đồng nghĩa với việc là các bạn đang cho phép bản thân mình được chữa lành đó. Và với cái lá Strength này thì mình thấy là có thể đôi khi các bạn bị cái tiếng nói của bản ngã, của phàm ngã, nó che lấp đi cái tiếng nói của thượng ngã, rằng là nếu thoát khỏi những gì đã có, nếu thoát khỏi vùng an toàn ở hiện tại á, thì tương lai chắc gì bạn đã đạt được như vậy, hoặc là đã làm được như vậy, vân vân ha. Thì các bạn chỉ cần tự trấn an bản thân, rằng tự chữa lành cho bản thân á, bằng cách tạo suy nghĩ cho mình rằng là cái tiếng nói đó nó không phải là mình. Bất kỳ tiếng nói nào mà không cho phép bạn phát triển đều không phải là bạn ha. Và các bạn có cái lá Imbrama. Các bạn đang được kêu gọi đi trên cái hành trình này. Đã đến lúc mà các bạn cần ngưng hài lòng với những gì đang có và tiếp tục cuộc hành trình ha. Để cho các bạn phát triển hơn, để cho cuộc đời của các bạn á, nó có thêm nhiều điều mới mẻ mà nó tràn vào cuộc sống của các bạn hơn ha. Và take a break. Hãy cho chính bạn thời gian để mà nhìn lại hành trình của mình. Bạn đã đạt được những gì nè, bạn đã giỏi giang như thế nào nè, và hãy tự hào về những cái điều đó. Trong khi bạn bước đến một cái hành trình mới thì hãy tự hào về những gì đã đạt được, đã xây dựng được, chứ đừng luyến tiếc về nó ha. Bởi vì là cái lá, như cái lá 8 ly này, các bạn có thể thấy là không có một cái ly nào ở đây nó bị đổ cả. Nó được xếp chồng lên nhau như là một hành trang mà để hỗ trợ cho các bạn tiến về phía trước vậy đó. Và ở đây, sorry các bạn, mình vừa đụng vào cái chân máy của mình. Và ở đây là chúng ta có cái lá Unpow này ha. Cái lá Unpow này á, nó nói về việc chấm dứt một cái khuôn mẫu tổn thương mà đã từng có trong quá khứ. Có thể là lúc bé, khi mà các bạn muốn làm một cái điều gì đó khác với cuộc sống, muốn làm một cái điều gì đó khác với những gì đang làm, đang học á, thì các bạn bị người lớn ngăn cản. Hoặc là các bạn muốn thử một cái mới, thay đổi một môn học mới chẳng hạn, thì các bạn lại bị người lớn phản đối. Từ đó, nó lập trình trong tiềm thức của các bạn rằng các bạn không được thay đổi. Nếu thay đổi thì sẽ A, B, C, không được thế này, không được thế kia ha. Và cái tiềm thức đó, nó đang ảnh hưởng đến cái sự phát triển của bạn ở hiện tại. Và cùng với cũng cái bộ bài này mà có cái lá Share Your Voice ở đây ha. Với cái lá Share Your Voice này á, các bạn hãy lắng nghe tiếng nói thật sự của mình. Bạn có thể viết ra mọi vấn đề của bản thân, rằng là bạn đang muốn hướng tới điều gì mới, bạn đang muốn phát triển thêm như thế nào, và bạn đang cảm thấy ra sao. Bởi vì nói ra hoặc là viết ra thì nó cũng là một cách chữa lành để cho chúng ta, mỗi người chúng ta tự heal cho chính mình đó ha. Soul name. Mở khóa linh hồn của bạn. Khi mà bạn cho phép bản thân mình được tìm hiểu thêm về bản thân bạn đang muốn phát triển cái điều gì tiếp theo á, thì đó là lúc mà bạn tạo ra một cuộc sống mới từ trái tim của mình ha. Hãy lắng nghe nó. Tất cả những ước mơ của bạn á, sẽ tiếp tục được hiện thực hóa, chứ không chỉ dừng lại ở hiện tại mà thôi. Hãy tiếp tục ước mơ, hãy tiếp tục cho phép bản thân của các bạn tiến về phía trước.
Show xong nữa nè các bạn. Nó bổ sung thông điệp cho cái lá show name vừa rồi ha. Đó là hãy bật lên âm thanh của cuộc sống. Vì mỗi giai đoạn trong cuộc sống của chúng ta, nó đều là những cái bài hát được ngân nga với những cái cung bậc khác nhau. Khi mà bạn lắng nghe mình rồi, thì một bài nhạc khác nó sẽ được bật lên cho cuộc sống của các bạn. Khi mà các bạn biết lắng nghe mình rồi đó ha. Và các bạn còn có lá Transformation, sự biến đổi ha. Bạn cần lựa chọn thay đổi vì cuộc sống, vì những gì mà các bạn đạt được á. Các bạn có thể là một số bạn đã không còn thấy happy với nó nữa rồi. Đôi khi là bạn sẽ cảm thấy trống rỗng với nó nữa. Ở đây á, thì vì là trải bài chung cho nên là các bạn hãy lắng nghe thông điệp mà nó phù hợp với câu chuyện, với vấn đề của các bạn ha. Thì ở đây á, cái thay đổi này á, nó bắt đầu từ bạn và mong muốn của bạn á, sẽ bắt đầu từ một giấc mơ mới ha, để cho các bạn phát triển, để cho các bạn tiến về phía trước. Let your light shine. Có thể là các bạn á, lựa chọn cái sự an toàn mặc dù là trái tim của các bạn nó thôi thúc phát triển. Đó có thể là vì xung quanh các bạn á, ai cũng như vậy ha. Họ làm cho các bạn cảm thấy như vậy là đủ rồi á. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn không phải là họ, và họ, con đường của họ cũng không phải là con đường của mình ha. Các bạn có rất nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa. Vậy nên là đừng so sánh với người khác và hãy thắp lên ánh sáng của chính mình ha. Xung quanh bạn á, có một chiếc áo choàng do chính bạn tự tạo ra. Nó chính là những điều mà các bạn đã đạt được đó ha. Và những điều mà bạn đạt được đó đã đến lúc nó hoàn thành xong sứ mệnh của mình rồi. Nó lại là một cái thông điệp lặp lại cho các bạn. Đó chính là những cái điều mà các bạn đã đạt được đó, nó sẽ không mất đi. Như mình đã nói lúc nãy, nó sẽ là một cái hành trang cho bạn tiếp tục tiến về phía trước. Và bạn có thể giải phóng những cái hình thức hiện tại mà bạn đã và đang nắm giữ để làm gì, cũng chỉ vì cái một cái mục đích là để cho bạn phát triển hơn ha. Và nó đi cùng với cái lá này, mơ nhiều hơn một chút, cùng với lá này nữa, dream a little, mơ nhiều hơn một chút. Phải, các bạn phải phá bỏ cái bức tường an toàn để cho phép bản thân của các bạn dám mơ ước thêm và tin tưởng vào những cái khả năng mới đó. Cùng với cái lá acceptance này á, vũ trụ mong muốn bạn chấp nhận sự đổi mới. Bạn đã cống hiến bản thân, đã tạo ra những cái điều tốt đẹp cho chính mình rồi. Và bây giờ bước tiếp theo của bạn đang bắt đầu ha. Hãy cho phép bản thân cởi mở, hãy cho phép bản thân đón nhận những điều mới để chính bạn tự chữa lành cho chính mình. Để bản thân của các bạn á, chữa lành những cái tổn thương mà luôn muốn co mình lại, những cái tổn thương mà lúc nào cũng sợ bị bác bỏ đó ha. Hãy cho bản thân cởi mở hơn, hãy cho bản thân mình dám phát triển hơn để cho mình chữa được những cái tổn thương mà luôn muốn co mình lại ha. Ok, bây giờ mình sẽ rút một lá lời khuyên tổng kết cho các bạn tụng 2 ở cái bộ này ha. Lời khuyên tổng kết cho các bạn tụng 2. Tổng thương nào các bạn tụng 2 đang cần chịu lên. Lời khuyên tổng kết cho các bạn tụng 2. Đây ha. Hãy
mình sẽ nói cái thông điệp mà nó phù hợp với các bạn ở tuổi 2 ha. Cái việc mà bạn quan sát kết quả trải nghiệm của người khác, của những người khác á, nó không đủ cho bạn. Bởi vì đó không phải là trải nghiệm của bạn ha. Những mong muốn của bạn, những kỳ vọng của bạn đừng dựa vào những trải nghiệm của người khác mà quyết định. Đừng so sánh mình với họ ha. Vì có thể cái hành trình của họ khác với cái hành trình của họ khác với cái hành trình của bạn. Cho nên là nó tạo nên những cái suy nghĩ khác. Giống như là việc chúng ta phân biệt thức ăn vậy ha. Cùng là một món đó, nhưng người này thấy ngon vì hợp khẩu vị, còn người kia thì không. Vậy cho nên suy nghĩ khác với số đông á, không có nghĩa là bạn sai. Trường hợp này á, bạn hãy chọn sự khác biệt cho riêng bạn để mà các bạn thoát khỏi cái lối mòn an toàn, để đưa bạn đến với một cuộc sống mà nó phát triển hơn nữa dành cho các bạn ha. Ok, và vừa rồi là lời khuyên tổng kết cho các bạn tụ 2. Mình hy vọng với thông điệp của trải bài này á, nó sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn. Và nếu như trải bài của mình có thể giúp được cho các bạn phần nào thì mình vô cùng biết ơn điều đó. Xin cảm ơn các bạn tụ 2 đã lắng nghe. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Những bạn đã chọn cho mình chiếc túi màu kem với các hoa văn xanh lá, xanh dương này ha. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào trải bài để xem là tổn thương nào mà các bạn đang cần chữa lành ha. Với cái trải bài này á, thì mình thấy là các bạn ở tụ 3, mình thấy năng lượng của các bạn hiện tại đang rất là cao ha. Cái năng lượng của các bạn á, là ổn nhất trong cả 3 tụ. Và cái bài học về chữa lành cho bản thân á, có vẻ như là các bạn cũng vừa học xong, vừa pass được nó, nên hiện tại cái năng lượng của các bạn đang rất là cao. Sorry các bạn, là có thể là trong video sẽ có nhiều cái tạp âm ở bên ngoài ha, các bạn thông cảm giúp mình vì mình cũng không không biết làm sao mà để cho những cái tạp âm đó nó mất đi nữa. Vì mình cái khu nhà của mình thường xuyên có xe cộ qua lại và các cô chú hàng rong đó, nên là các bạn thông cảm giúp mình ha. Mình nói tới theo mình thấy là cái bài học vừa rồi của các bạn á, là các bạn quá thúc ép bản thân lúc nào cũng phải chạy thật nhanh cho bằng người khác á, hoặc là phải giỏi hơn người khác ha. Đó là cái phàm ngã của các bạn nó lên tiếng và nó thúc cho bạn phải chạy ha. Nhưng mà các bạn đã rất là biết teamwork, các bạn đã rất là biết teamwork với chính mình bằng cái tình yêu với chính bản thân. Khi mà các bạn trở về với bản thân á, các bạn không còn make up, các bạn không còn ngụy trang nữa. Các bạn biết dừng lại để học hỏi và các bạn biết làm chủ tiếng nói của cái phàm ngã trong cái việc thúc giục các bạn. Tuy nhiên các bạn ở tụ 3, các bạn có một cái bài học kép ở đây ha. Hiện tại á, năng lượng của các bạn cao á, là để cho các bạn học tiếp cái bài học về sự phán xét. Nó là một cái bài học kép đi cùng với các bạn bài học vừa rồi mà các bạn đã pass đó. Có thể là các bạn vừa trải qua một cái bài học về yêu thương bản thân, là biết lắng nghe linh hồn của mình. Tuy nhiên, song song với nó là bài học về sự phán xét. Mình có nghe được một câu ở đâu đó như thế này là: nếu bạn đang phán xét ai về điều gì, đồng nghĩa với việc bạn đang phán xét chính bản thân mình về điều đó ha. Các bạn ở tụ 3, mình thấy các bạn đa số các bạn khá là lý trí. Và đôi khi chính cái sự lý trí đó nó làm cho bạn phán xét người khác ha, và vô tình bạn tự phán xét chính mình, và vô tình nó trở thành một cái vòng lặp không hồi kết của các bạn. Với cái lá Anna Grandmother ở đây á, mình thấy là nó như là một cái lời nhắc nhở rằng là chúng ta ở đây á, không ai hơn ai, không ai cao sang hơn ai, cũng không ai thấp bé hơn ai. Vì chúng ta ở đây á, mỗi người đều mang một cái sứ mệnh riêng và một con đường riêng ha. Và các bạn ở tụ 3,
các bạn đã là những chiến binh cực kỳ dũng cảm. Các bạn đã là những chiến binh rất dũng cảm rồi, chỉ cần chiến đấu với nỗi sợ và chiến thắng nó thôi, chúng ta đã là ở đây ấy, chúng ta chỉ cần, có nghĩa là chỉ cần mà chúng ta chiến đấu với nỗi sợ và chiến thắng nó thôi thì chúng ta đã là chiến binh trong cuộc đời mình rồi, chứ không cần phải gọi là dương đao múa kiếm thì mới là chiến binh ha. Và ở đây các bạn đã làm được. Chúng ta có take a break nữa nè. Cuộc sống này á, nó không phải là một cái cuộc chạy đua để mà có được cái này, để có được cái kia bạn ha. Các bạn ngừng lại, cho phép mình nghỉ ngơi, cho phép bản thân được chậm lại để nhìn nhận, để không phán xét bạn ha. Vì với cái sự hối hả đó của bạn á, bạn dễ mất kiên nhẫn với những người, với những cái người mà không bằng bạn, từ đó dễ nảy sinh ra cái việc bạn phán xét họ ha. Và khi mà bạn biết cho bản thân mình dừng lại, khi mà bạn biết cho bản thân mình dừng lại một chút á, như take a break á, thì đây như cái lá take a break này á, thì khi đó nó là cái sự mà bỗng nhiên bạn thấy, bạn thấy được à, thì ra cuộc sống của mình nó còn nhiều điều mới lạ hơn, nó còn nhiều mảng màu sắc khác tô điểm cho cuộc sống của mình. À đây, mình có lá color ở đây luôn nè. Khi mà có nhiều điều mới lạ thì đương nhiên là cuộc sống của các bạn nó sẽ có được nhiều cái trải nghiệm hơn ha. Và cùng với đó, nó sẽ giúp cho các bạn phá vỡ được cái lối mòn trong suy nghĩ là lúc nào cũng phải chạy về phía trước. Ở đây ấy, mình thấy là năng lượng của các bạn tụ ba đang rất là tốt. Và nó là một cái thời điểm thích hợp để cho các bạn heal về cái vấn đề này ha. Phá vỡ cái lối mòn đó, cho bản thân một cái góc nhìn rộng hơn. Như cái lá soul writing này ha. Cũng vậy, bạn hãy bỏ qua cái sự biện minh hoặc là phân tích các cái sự kiện mà nó đã trở thành câu chuyện của bạn và nâng bản thân lên một cách nhìn mới, để bản thân của mình chậm lại và đứng trên một cái góc độ rộng, nhìn tất cả các câu chuyện của mình và các khía cạnh của nó, để xem là trong cái thời gian qua mình đã mải mê lao về phía trước như vậy á, thì bản thân mình đã có vô tình bỏ lỡ cái gì không bạn ha. Và bạn hãy thả lỏng cơ thể và tâm trí của bạn ra nhiều hơn. Chỉ cần bạn thả lỏng tâm trí thì nó sẽ hạn chế được cái việc phán xét môi trường xung quanh hoặc bất cứ điều gì xung quanh bạn ha. Việc của bạn là chỉ cần tập trung vào những gì mà bạn thấy hữu ích thôi. Lúc đó cái sự lý trí của bạn nó sẽ sáng suốt hơn, nó sẽ giúp cho bạn kết nối được với linh hồn của bạn hơn. Từ đó bạn sẽ được truyền cảm hứng bởi một con đường mới, nó sẽ dẫn bạn đến với mong muốn của bạn ha. Và đến với chính cái vũ trụ ở bên trong của các bạn. You are the universe. Wow, đúng là năng lượng của các bạn tụ ba đang rất là cao ha. Với cái lá Ether Stock này á, mình thấy là cái việc mà bạn tự chữa lành cho chính mình á, nó có cái sự ảnh hưởng đến những người xung quanh ha. Tức là nó giống như là một cái hiệu ứng cánh bướm vậy á các bạn. Chỉ cần các bạn ý thức được cái sự phán xét bên trong mình, nó sẽ giúp cho bạn cảm nhận được con đường của bạn rõ ràng hơn trong suốt cuộc đời của mình, bằng cách là mở rộng bản thân ra ha. Với cái lá Riding the Cosmic Way này á, thì nó cũng nói về việc là cho bản thân được dừng lại bạn ha, để cho cái làn sóng, để cho sóng vũ trụ đưa bạn đi xa hơn. Bạn đã rất là chăm chỉ rồi và thành quả của bạn cũng đã được thể hiện rồi. Bây giờ bạn có thể vươn xa hơn mà không còn phải nỗ lực quá nhiều nữa. Hãy nhượng bộ và rồi vũ trụ sẽ đưa bạn đi. Wow, cùng với đó, vì là năng lượng của các bạn đã cao rồi, các bạn đã heal được nhiều vấn đề cho bản thân mình rồi đó, thì các bạn hãy
chia sẻ cái điều đó đi ha. Các bạn hãy, khi mà chúng ta chia sẻ những cái điều đó đi á, nó vừa giúp cho chúng ta chữa lành và nó vừa giúp cho người khác được chữa lành nữa. Và hãy yên tâm rằng là những thiên thần luôn ở bên bạn ha. Những thiên thần luôn ở bên các bạn, đồng hành cùng các bạn để cho các bạn vượt qua được nhiều hơn và để cho các bạn đi được xa hơn bạn ha. Và chúng ta có thêm cái lá vũ điệu cộng đồng này nữa. Với cái năng lượng hiện tại của các bạn á, khi mà các bạn chia sẻ, có thể là các bạn sẽ được kết nối với nhiều mối quan hệ khác ha. Họ sẽ có những cái sự đồng điệu với bạn và họ cũng sẽ giúp bạn trong việc mở rộng góc nhìn hay là cái việc thoải mái với bản thân hơn. Các bạn tụi ba hãy mở lòng cho những cái kết nối mới, cho những cái người mà sớm được gặp các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ rút một lá lời khuyên tổng kết cho các bạn tụi ba ở trong cái bộ này ha. Lời khuyên cho các bạn tụi ba. Lời khuyên tổng kết cho các bạn tụi ba. Với cái lá này á, thì mình thấy nó là một cái lời khuyên cho bài học kép mà mình vừa nói, đó là bài học về sự phán xét ha. Bằng cách mong đợi thành công của người khác, you never have. Bằng cách mong đợi thành công của người khác, tôi có thể giúp cho họ cải thiện. Thay vì bạn phán xét người khác hoặc là để người khác phán xét mình, thì hãy làm ngược lại. Đó chính là chúc cho họ thành công bạn ha. Khi mà bạn có thể nghĩ về một người và đồng thời cảm thấy thoải mái, không còn phán xét á, khi mà bạn yêu người khác mà không còn lo lắng, khi bạn mong đợi người khác thành công á, thì khi đó bạn và những người xung quanh mới có lợi cho nhau. Lúc đó người khác thành công, chúng ta cũng thành công và chính bạn sẽ thành công bạn ha. Ok, và vừa rồi là lời khuyên tổng kết cho các bạn ở tổ 3. Mình hy vọng với thông điệp trong trải bài này á, nó sẽ giúp cho các bạn cởi mở hơn và chia sẻ nhiều hơn ha. Và nếu như trải bài của mình có thể giúp được cho các bạn phần nào thì mình vô cùng biết ơn điều đó. Xin chân thành cảm ơn các bạn tổ 3 đã lắng nghe.